Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng CEO. Và ngày hôm nay Lê Hoàng làm clip này để hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn cái cách lắp đặt con mixer LH4 ở đây ha. Và Lê Hoàng kết nối với lại micro Tata SM8B. Ở đây thì Lê Hoàng đang thị phạm cho anh chị xem bằng micro này. Ngoài ra anh chị và các bạn có thể dùng với lại dòng micro chẳng hạn như là Neatwer NW700 của Mỹ, micro ESK AT100, AMI BM900 và tất cả những cái dòng micro khác, dòng micro nào cũng kết hợp được với con này hết. Thì đây Lê Hoàng đang gắn thử cái con SM8B cho anh chị và các bạn cùng nghe nha, để test cái âm thanh của cái con mixer này. Và Lê Hoàng sẽ gắn ra ngoài loa, loa ngoài. Ở đây Lê Hoàng có sử dụng một cặp loa vi tính ở đây, anh chị xem ha. Đó, cặp loa vi tính của Lê Hoàng ở đây. Thì Lê Hoàng sẽ cho nó ra loa. Và trên bàn của Lê Hoàng thì hiện tại có mixer, có micro. Ở đây thì Lê Hoàng có một cái dây nguồn của cái mixer này. Thì một điều đặc biệt ở đây á, cái dây nguồn này á là nó khác với những dòng dây nguồn khác. Thì ở đây nó có một cái chui ra, nó có ba chấu như thế này. Thì một là chúng ta có thể sử dụng với lại cái ổ điện như thế này đây, anh chị xem. Ổ điện nó có ba lỗ như thế này. Còn hoặc cách thứ hai, anh chị ra ngoài tiệm điện tử mua cái chấu để mà chuyển ra làm hai á, chúng ta sẽ ghim vào cái ổ điện này cho nó dễ. Ok. Rồi thì đây là dây nguồn. Tiếp theo ở đây thì Lê Hoàng sử dụng đó là dây live stream. Ở đây để cho anh chị nào dùng để live stream. Ở đây thì có dây micro và có một cái dây để mà kết nối với máy vi tính để lấy nhạc từ máy vi tính. Rồi, bây giờ Lê Hoàng sẽ tiến hành lấy nguồn cho cái con mixer này. Anh chị xem mixer này ha. Đây, ở phía sau nó như thế này. Nó có một cái lỗ nguồn. Thì lỗ này nó sẽ tương ứng với cái dây này. Chúng ta sẽ ghim vào đây. Rồi, đã ghim vào. Và tiếp theo á, anh chị nhìn này. Có một cái dây này. Thì dây này dùng để kết nối máy vi tính để lấy nhạc. Thì Lê Hoàng sẽ ghim cái đầu này vào phía sau luôn. Nè, đó. Ok, và đầu còn lại của cái dây này thì Lê Hoàng sẽ ghim vào đâu? Lê Hoàng sẽ ghim vào trong cái CPU của máy vi tính. Anh chị xem ha, nhìn xuống luôn. Đây, CPU máy vi tính Lê Hoàng sẽ ghim vào đây. Chị xem nè. Ok, Lê Hoàng đã ghim rồi. Thì ghim vào rồi thì nó sẽ hiện lên bốn cái đèn như thế này nè. Bốn đèn đỏ nó hiện lên rồi nè. Đó, anh chị xem. Nhưng mà mixer vẫn chưa hoạt động được đâu. Mixer cần phải có dây nguồn. Bây giờ Lê Hoàng sẽ ghim cộng dây nguồn này vào trong ổ điện luôn. Ok, khi đã ghim vào rồi thì con mixer của chúng ta ở phía sau nó có cái nút nguồn màu đỏ nè. Lê Hoàng sẽ nhấn vào đây. Rồi, ở đây thì Lê Hoàng sẽ mở nguồn điện ở trên cái này luôn. Rồi, thì con mixer của Lê Hoàng bây giờ nó đã lên nguồn rồi nè, anh chị xem nè. Đó, lên nguồn điện rồi, rất là ok. Và tiếp theo bây giờ Lê Hoàng sẽ tiến hành ghim micro. Ở đây micro thì Lê Hoàng có sử dụng cặp dây Canon, một dây Canon hai đầu như thế này ha, anh chị xem. Lê Hoàng sẽ ghim vào. Rồi, và tiếp theo đầu còn lại của micro này Lê Hoàng sẽ ghim vào trong cái cổng số 1. Nói chung là 1, 2, 3, 4 đều ok hết. Thì đây Lê Hoàng thích cổng 1 nên Lê Hoàng ghim vào cổng số 1. Và ở đây thì Lê Hoàng đang sử dụng mic SM8B là mic nguồn 48V, cho nên bắt buộc Lê Hoàng phải nhấn kích hoạt nút 48V nè, nhấn xuống. Đó, đèn sáng như thế này là 48V đang kích hoạt. Rồi, xong. Và tiếp theo, bây giờ tới phần ra loa. Lê Hoàng sẽ sử dụng dây hai đầu bông sen như thế này. Và bây giờ Lê Hoàng sẽ ghim vào trong đây. Đây, anh chị xem. Đó, loa kéo cũng được, loa vi tính cũng được, âm ly cũng được, nó đều có cái lỗ ghim như thế này. Và hai đầu còn lại thì Lê Hoàng ghim vào trong cái mixer của Lê Hoàng ở đây, cổng này. Ok, rồi Lê Hoàng đã xong cái phần lấy nhạc nè, xong phần lấy nhạc cho mixer. Rồi bây giờ á, tiếp theo đây cái lỗ này thì bây giờ Lê Hoàng sẽ dùng để live stream. Thì ở đây Lê Hoàng có sử dụng dây live stream XOX MA2, là loại dây live cao cấp nhất hiện tại nha anh chị. Rồi, Lê Hoàng sẽ ghim vào đây. Thì nhớ nè, đầu màu hồng nó có 3 đầu, màu hồng, màu xanh với lại màu đen. Thì cái đầu màu xanh này không xài, Lê Hoàng quấn lại vậy cho dễ nè. Và đầu màu hồng này chúng ta sẽ ghim vào đây. Ok, đầu màu đen này chúng ta sẽ ghim vào cái điện thoại live stream.
Ở đây Lê Hoàng đang có sẵn một cái điện thoại luôn rồi. Realme, Oppo gì đều xài được nha anh chị. Đối với cái dòng điện thoại giống như là Realme hay là Oppo á, thì chúng ta sẽ không có thu trực tiếp ở trên cái camera của nó, mà chúng ta phải thu ở trên cái ứng dụng gọi là Viva Video. Anh chị xem nè, Viva Video, chúng ta chọn vào đây. Rồi, nó đã lên rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái capture, hoặc là chụp, hoặc là quay nè. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi, ok. Rồi thì bây giờ Lê Hoàng đã kết nối xong hoàn tất rồi. Bây giờ Lê Hoàng sẽ test cho anh chị nghe những cái âm thanh trên cái con mixer này như thế nào. Bây giờ anh chị nhớ là anh chị đang nghe âm thanh trực tiếp ra ngoài cái loa này nha. Lê Hoàng đang sử dụng ra ngoài cái loa như thế này đây. Rồi thì anh chị xem, bây giờ Lê Hoàng đang ghim micro ở cái cổng số 1. Thì tất cả những cái ở bên hàng số 1 này, Lê Hoàng sẽ chỉnh cho cái micro cổng số 1 này. Thì cái gain này chính là cái âm thanh đầu vào của micro. Thì Lê Hoàng sẽ chỉnh nó như thế này đây. Hai là treble và low này là tiếng bass. Lê Hoàng chỉnh như thế này. Anh chị đang mua sản phẩm bên Lê Hoàng thì chỉnh y chang như thế này là được. Đặc biệt ở đây nó có hai cái nút nhỏ là FX và Mono. Thì FX này á có nghĩa là có hiệu ứng chạy vào. Còn Mono đây là chỉ thu đơn kênh, là có nghĩa là hai cái loa chúng ta chỉ nghe một bên thôi. Thì hiện giờ Lê Hoàng đang nghe bên cái loa này nè. Còn cái loa bên này thì sẽ không có nghe tiếng của Lê Hoàng ở đây. Rồi, bây giờ Lê Hoàng sẽ có hiệu ứng vào. Lê Hoàng sẽ nhấn vào FX, nhả Mono ra. Rồi, alo, 1, 2. Bây giờ Lê Hoàng đã có hiệu ứng chạy vào trong này rồi. Và nó nghe hai bên loa rất là hay đó. Thì tùy theo anh chị sử dụng như thế nào ha. Và ở đây là âm lượng của cái mic này. Phần nhỏ lớn thì nó sẽ tùy thuộc vào cái này. Đây, nó ghi là chữ big tiếng Anh nè. Ok, rồi. Cổng này thì Lê Hoàng không có ghim gì vào cả, nhưng Lê Hoàng không có sử dụng. À, ở đây có Lê Hoàng nói thêm. Ở đây nó có thêm là 26 decibel 80 nữa nè. Thì cái này á, là dùng để cắt tần số xấu của cái micro. Thì anh chị sử dụng thì sử dụng, còn không thì thôi. Lê Hoàng hát karaoke thì không cần xài này. Đó, ok. Rồi tiếp theo bên này là Lê Hoàng sẽ chỉ cho anh chị chỉnh. Ở đây là cái âm lượng tổng nè, âm lượng tổng của cái chúng ta ghim nhạc vào đây rồi chúng ta hát này kia, thì đây là âm lượng tổng. Alo, 1 2 đó, thì nó đang lớn nhỏ từ từ nè. Rồi, và cái phone này á thì hiện giờ nó ứng với trên này. Lê Hoàng đang ghim dây live stream ra, cho nên anh chị nào mà live stream á, mà muốn cho cái người mà người ta nghe á, âm lượng lớn thì anh chị chỉnh cái nút này đây, lớn nhỏ là ở đây nè. Đó, thì Lê Hoàng chỉnh ở cái mức tầm 1 giờ như thế này thôi, chứ chỉnh lớn quá thì nó sẽ bị vỡ tiếng, cho nên chúng ta sẽ chỉnh cỡ này thôi là được rồi. Ok, và đối với những anh chị nào live stream thì đơn giản chúng ta sử dụng dây MA2 nè, chúng ta ghim từ từ đây ra. Đó, ok, rất là đơn giản. Và khi live stream thì chúng ta kết nối với lại cái camera của điện thoại nè, chúng ta chỉ cần nhấn vô vậy là nó sẽ hát bao nhiêu thu lại hết luôn. Bây giờ Lê Hoàng chưa thu nên Lê Hoàng sẽ không đụng tới. Và ở đây một điều đặc biệt nữa, cái nút này là cái nút khá là quan trọng mà Lê Hoàng muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn đây. Đây là nút 16 hiệu ứng Echo Reverb của cái con sao card mixer này, chị xin nhìn xem. Thì chúng ta chọn cái nào thì nó sẽ hiển thị ở trên đây, ví dụ đây là 01, chúng ta muốn nhấn qua số 2. Đó, nhấn qua và nhấn kịch xuống, ok, là nó ra cái hiệu ứng khác rồi. Và tương ứng với cái nó có cái nút này, dùng để chỉnh cái độ ít nhiều của Echo Reverb trong cái hiệu ứng này nè. Ví dụ, đó, Lê Hoàng đang chỉnh nè, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, chúng ta vặn sang thì hiệu ứng Echo Reverb nó sẽ vào rất là nhiều. Tùy theo cái cảm âm của chúng ta mà chúng ta sẽ chỉnh sao cho phù hợp ha. Đó, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tùy mọi người thôi. Rồi, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này là echo ít nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Đó, thì tùy theo anh chị chỉnh thôi. Thì bây giờ Lê Hoàng sẽ hát bằng cái hưởng số 1 cho anh chị và các bạn cùng nghe ha. Số 1 thôi. Alo. 1, 2, 3, 4. Thì cái hưởng số 1 này là có cả Echo Reverb luôn. Rồi, bây giờ Lê Hoàng sẽ hát một bài cho anh chị và các bạn cùng nghe. Đó là bài Qua Cơn Mê. Nhạc sống luôn ha. Anh chị cùng nghe. Thu lại thử đây luôn để nghe âm thanh trong này nó thu như thế nào. Một mảnh qua cơn mê xa
cuộc đời bên bóng tôi lại về bên nghe ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặt tình dòng trời cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa vui một thuở lên đến ta sẽ thăm từng người sẽ đi thăm từng đường sẽ vô thăm từng nhà tình người sau cơn mê vẫn say dù bao tháng năm đau thương dặm vui đường quen vắng ta mãi ta lại về cùng theo lũ em hồng hành như xưa rồi đây qua cơn mê sông càng lại thành dòng xuôi về ngọn quê hương ngày đó tay em dài buôn cuộc tình thật đây mơ còn chuyện trên mây còn tôi như khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người alo một đó thì Lê Hoàng chủ yếu là test cho anh chị nghe cái hiệu ứng trên cái con mixer này nha chứ Lê Hoàng hát không có hay á nên là anh chị đừng có đánh giá cái giọng hát của Lê Hoàng mà anh chị chỉ cần nghe cái hiệu ứng và nghe cái echo reverb trên con này khá là hay nó giống như trên một cái bàn mixer xịn một cái bàn mixer mà trên một cái dàn nhạc xịn mà hàng 70-80 triệu luôn á Lê Hoàng cảm nhận như vậy nhưng mà với cái túi tiền đơn giản thôi chúng ta có thể chơi trong phòng nhớ nha chúng ta chơi trong phòng hoặc chúng ta có thể kết nối với lại âm ly karaoke gia đình chơi trong nhà hoặc có thể kết nối loa kẹo kéo để chơi trong một không gian trong khu vườn trong nhà chúng ta đơn giản thôi nó cũng rất là hay nha anh chị Lê Hoàng thấy nó như thế bây giờ Lê Hoàng sẽ tiến hành hát một bài nữa bài giả từ đi cái bài này không biết hát mà hát lại nó là sao alo 1 2 3 4 5 6 lô 1 tuổi đời chân đơn côi gót mòn đai lầu buồn đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa hồn lắng tâm tư đi vào dị vãng đường tình không chung lối mang nỗi tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò dìu em giấc mộng vừa tròn tình thắm môi hồng đêm dài lâu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ vì mãi bước theo chờ vào thương nhớ hôn lên tóc mềm cho lệ sâu thắm hương đôi môi xin em một lần cho ước nguyện tình yêu vui thương yêu không tròn thôi giá từ đi em ơi người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn bờ môi tắt hẳn nụ bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương người rồi thì clip test của Lê Hoàng đến đây thì Lê Hoàng chủ yếu là muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn cái cách lắp đặt con mixer ra loa ngoài
lo lo kẹo kéo, âm ly để hát karaoke. Và thậm chí vừa hát karaoke cho bạn bè cùng nghe, chúng ta cũng có thể kết hợp với lại dây live stream XOXMA2 để live stream trên Facebook luôn, cho anh chị và các bạn người thân của mình cùng nghe luôn. Thì combo đầy đủ của nó là gồm có micro, thì tùy theo anh chị chọn micro SM8B này, hoặc là anh chị có thể chọn micro Bitcoin W700 của Mỹ, hoặc là anh chị có thể kết hợp với lại micro Ami BM900, rồi chúng ta có thể kết hợp với lại micro ISK AT100. Rồi thì hai cái dòng micro này, ISK AT100 với Ami BM900 là micro của Trung Quốc. Đây là micro Neckwell W700 thương hiệu của Mỹ. Và micro SM8B này là micro nguồn 48V, âm thanh rất là ok. Đó, thì anh chị nào yêu thích sản phẩm của Lê Hoàng thì cứ liên hệ cho Lê Hoàng để mà đặt một cái combo về để chúng ta cùng hát. Và dạo đây có một vài anh chị hay lên trên cái YouTube của Lê Hoàng, thấy comment vậy nè: thằng này bán ba đồ Trung Quốc không? Ba đồ của Tàu Cộng, Trung Cộng, mua về làm gì? Ba cái đồ cùi bắp này kia. Rồi ok, những anh chị nào nói như vậy thì Lê Hoàng cũng sẽ bỏ qua và Lê Hoàng không để ý tới. Không phải lúc nào hàng Trung Quốc nó cũng dở, và những cái thiết bị thu âm livestream hiện giờ là hàng Trung Quốc, là chiếm ưu thế. Và không có một cái con sao cạc nào của Nhật Bản, của Mỹ, của Anh mà dùng để livestream được hết. Nó không có hiệu ứng ở trên này. Những anh chị nào muốn dùng những con sao cạc đó để livestream, bắt buộc kỹ thuật sử dụng phần mềm của anh chị phải rất là kinh khủng anh chị mới xài được, tự tạo hiệu ứng được đó. Và để xài được một cái hàng Mỹ tệ nào cũng phải 5, 7, 8, 9, 10 triệu mà nó lại không đạt được yêu cầu, chúng ta không có kỹ năng về phần mềm là coi như là thua, không xài được. Thì những cái dòng này chúng ta xài rất là ok, và theo như kinh nghiệm xài sản phẩm của Lê Hoàng luôn, những cái dòng sản phẩm trong tầm 2 triệu, 3 triệu rất là ok, chứ nó không phải là dởm như thế nào đâu, âm thanh rất là hay. Và anh chị nào mà theo dõi Lê Hoàng cũng mấy năm nay rồi, anh chị thấy sản phẩm bán ra rất là ok và được anh chị ủng hộ rất là nhiều.